ngày 26 tháng 1, Thánh Timôtê và Tito giám mục. Thánh Timôtê, điều chúng ta biết qua Tân Ước về cuộc đời Thánh Timôtê là một vị giám mục bị phiền nhiễu hiện đại. Ngài vinh dự là tông đồ, bạn của Thánh Phaolô, cùng chia sẻ việc rao giảng phúc âm và đồng lao cộng khổ. Thánh Timôtê có cha là người Hy Lạp và mẹ là người Do Thái. Bà Eunice là kết quả của cuộc hôn nhân khác chủng tộc. Ngài bị người Do Thái coi là bất hợp pháp. Bà Lois, bà nội của Ngài, là người đầu tiên trở thành Kitô hữu. Thánh Timôtê là người được Thánh Phaolô cảm hóa vào khoảng năm 47 và được làm công việc tông đồ với Thánh Phaolô. Ngài ở với Thánh Phaolô khi thành lập giáo đoàn Corinto. Trong 15 năm làm việc với Thánh Phaolô, Ngài là một trong số bạn bè trung tín nhất của Thánh Phaolô. Ngài được Thánh Phaolô sai đi làm nhiều nhiệm vụ khó khăn, thường gặp nhiều phiền toái ở các giáo đoàn địa phương mà Thánh Phaolô đã thành lập. Thánh Timôtê ở với Thánh Phaolô tại Roma trong khi nhà bị chiếm giữ. Có một thời gian, chính Thánh Timôtê đã bị tù. Do Thái, chương 13, câu 23. Thánh Phaolô đặt Ngài làm người đại diện ở giáo đoàn Ê-phê-sô. Thánh Timôtê tương đối non trẻ đối với công việc Ngài đang làm lúc đó. Thánh Phaolô viết trong thư thứ nhất Timôtê, chương 4, câu 12a: đừng coi thường người trẻ. Một số điểm cho thấy Ngài nhút nhát. Một trong các câu Thánh Phaolô viết về Ngài: đừng chỉ uống nước lạ, nhưng hãy dùng thêm ít rượu, vì anh thường đau bao tử và ốm yếu luôn. Thư thứ nhất Timôtê, chương 5, câu 23. Thánh Tito là bạn thân và là môn đệ của Thánh Phaolô, đồng thời cũng là bạn truyền giáo. Ngài là người Hy Lạp, vùng Antiochia. Mặc dù Tito là dân ngoại, Thánh Phaolô vẫn không để Ngài phải chịu gắt bì ở Jerusalem. Thánh Tito được coi là người kiến tạo hòa bình, nhà quản lý, người bạn vĩ đại. Thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto cho thấy sự thấu hiểu tình bằng hữu với Thánh Tito, một tình bạn trong việc rao giảng phúc âm. Khi tôi đến Troas, tôi không yên tâm vì tôi không gặp Tito, người anh em của tôi, nên tôi giả từ họ để đi Macedonia. Thậm chí khi chúng tôi đến Macedonia, thân xác chúng tôi không yên chút nào, nhưng chúng tôi khổ sở trăm bề. Xung đột bên ngoài, lo sợ bên trong. Nhưng Thiên Chúa, đấng an ủi những người nản chí thất vọng, đã khuyến khích chúng tôi bằng cách gửi Tito đến. Khi Thánh Phaolô gặp rắc rối với giáo đoàn Corinto, Thánh Tito là người đem thư của Thánh Phaolô đi và làm cho mọi chuyện êm xuôi. Thánh Phaolô viết rằng Ngài được vững mạnh không chỉ nhờ Thánh Tito đến
mà còn vì anh ấy đã được anh em an ủi. Anh ấy đã cho chúng tôi biết là anh em nóng lòng mong đợi, buồn phiền, nhưng vẫn đầy nhiệt tình đối với tôi, khiến tôi càng vui mừng hơn nữa. Lòng anh ấy càng tha thiết quý mến anh em. Khi nhớ lại anh em đã vâng lời, đã kính sợ và run rẩy đón tiếp anh. Thư gửi Tito nói, ngài là người quản lý giáo đoàn ở đảo Crete, có trách nhiệm tổ chức, chấn chỉnh và bổ nhiệm các giám mục.